Dù có truyền thống lâu đời về nghề sản xuất muối, nhưng Việt Nam vẫn phải chi hàng tỷ đô la để nhập khẩu. Giải pháp cho vấn đề này cũng là nội dung được đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan trong phiên làm việc vào chiều nay. Xin Bộ trưởng cho biết những giải pháp cụ thể gì để Việt Nam từ sản xuất đủ muối dùng, không phải nhập khẩu và để diêm dân có thể sống bằng nghề của mình. Theo Bộ trưởng, hiện nay chúng ta có 21.000 bà con liên quan đến nghề muối. Mặc dù có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch nghề muối, nhưng rõ ràng diện tích nghề muối ngày càng thu hẹp. Nghề muối nó phải trở thành một nền kinh tế muối, chứ không phải là cái nghề sản xuất muối. Nó cũng nằm trong một cái chuỗi ngành hàng nông nghiệp là chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế. Chúng ta phải tạo ra giá trị gia tăng nhiều hơn từ hạt muối. Chúng ta chế biến muối nó không phải là một cái gia vị nữa, mà muối nó là phải là trở thành một thực phẩm, nó phải thành một dược phẩm, nó trở thành một mỹ phẩm giống như các quốc gia đang làm, và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang đi theo hướng đó, và rất nhiều doanh nghiệp cũng bắt đầu đã đi theo hướng đó, tức là tạo ra giá trị gia tăng bằng cách đa dạng hóa hạt muối của chúng ta. Tranh luận với Bộ trưởng Lê Minh Hoan, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng hiện nay nhu cầu sử dụng muối của Việt Nam khoảng 1,5 đến 1,6 triệu tấn một năm. Mỗi năm chúng ta phải nhập khẩu khoảng 600.000 tấn muối với trị giá hàng tỷ đô la Mỹ để đáp ứng nhu cầu trong nước. Đại biểu đặt câu hỏi, Việt Nam là nước có bờ biển dài, nhưng tại sao vẫn phải nhập khẩu muối? Biển như thế này, nắng như thế này, kinh nghiệm nhân dân làm muối như thế này mà phải đi nhập muối. Tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi đã ra đến tận nơi ruộng muối của đồng bào Bạc Liêu. Và tôi hỏi họ, vì sao mà mình không làm đụng muối và vì sao mà diêm dân không gắn bó với nghề muối? Thì thực ra người ta chỉ cần hai điều rất dễ thôi. Vì việc thứ nhất là trên ruộng muối phải được trải bạt. Và việc thứ hai nữa là phải có cái kho. Nhân đây tôi chỉ mong muốn Thủ tướng Chính phủ có một cái biện pháp giúp đỡ cho diêm dân. Vấn đề là làm sao mà chúng ta chấm dứt nhập khẩu muối. Báo cáo với đại biểu Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội, nghe có vẻ nghịch lý, nhưng mà nó cũng giống như nghịch lý là chúng ta là quốc gia sản xuất than mà chúng ta vẫn nhập than, chúng ta vẫn xuất khẩu gạo mà chúng ta vẫn nhập khẩu gạo từ Campuchia và từ Ấn Độ. Đó là cái cơ chế thị trường, nhất là cái muối mà nó liên quan tới công nghiệp, nó những cái đòi hỏi, những cái tinh chất nó đặc biệt. Chúng ta sẽ có một cái quá trình để chúng ta tìm kiếm cái giải pháp công nghệ để làm sao muối chúng ta nó thể đáp ứng được cho ngành công nghiệp của chúng ta.